بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد phúc đức của Sahaba và quyền lợi của họ. Sahaba là tất cả những ai đã từng gặp thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tin tưởng nơi người và chết trên đức tin Islam, không phân biệt nam nữ già trẻ. Allah phán về Sahaba: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Những người tiên phong trong đức tin thuộc Muhajirin, những người di cư từ Mecca đến Medina tị nạn, và Ansar, dân Medina, và những ai theo đường lối tốt đẹp của họ, Allah hài lòng với họ và họ hài lòng với Ngài. Ngài đã chuẩn bị cho họ những ngôi vườn thiên đàng bên dưới có những dòng sông chảy, nơi họ sẽ sống mãi mãi. Đó là một thắng lợi vĩ đại. Chương 9, At-Tawbah câu 100. Sahaba là thế hệ tốt nhất trong cộng đồng này kể từ khi Nabi sallallahu alaihi wa sallam chính thức nhận sứ mạng cho đến ngày tận thế. Họ tốt nhất về tâm hồn, họ nổi trội nhất bởi trái tim chính trực, kiến thức sâu rộng, uyên thâm và ít đòi hỏi. Trong cộng đồng, họ là thế hệ thông thạo nhất về ý muốn của Allah thông qua kinh Quran của Ngài. Họ thông thạo nhất về ý muốn của Nabi sallallahu alaihi wa sallam thông qua sunnah của người. Họ dẫn đầu trong việc tuân thủ và bám sát theo Quran và Sunnah. Họ chân thành nhất trong lời khuyên của mình và họ giữ khoảng cách xa nhất với mọi hành vi bid'ah, cải biên tôn giáo và làm theo dục vọng, cảm tính. Trách nhiệm của chúng ta đối với Sahaba: thứ nhất, thừa nhận những gì đã được chứng minh về phẩm chất của họ và thừa nhận những gì đúng về phúc đức của họ. Thứ hai, yêu họ bằng cả trái tim và cầu xin sự hài lòng cho họ trên đầu môi. Khi mà họ là thế hệ tiên phong, đã cống hiến và hy sinh vì Islam bao điều tốt đẹp. Thứ ba, chấp nhận họ và cư xử lễ độ, tôn trọng họ bằng trái tim trong sáng, không ganh ghét họ hoặc thù hằn bất kỳ ai trong số họ. Thứ tư, tin rằng mọi hành vi xúc phạm, mắng chửi họ bị nghiêm cấm. Và tất nhiên, việc nguyền rủa họ là lệnh cấm còn mạnh hơn. Bởi lẽ, điều này trái ngược với những gì trong Quran đã tuyên dương họ, ca ngợi họ và hứa hẹn với họ biết bao điều tốt đẹp nhất. Ngoài ra, hành vi mắng chửi Sahaba còn thể hiện hành vi vô lễ với Nabi sallallahu alaihi wa sallam khi người dạy bảo phải yêu thương Sahaba và cấm xúc phạm họ. Người nói: La tasubbu ashabi walladhi nafsi biyadih. Lâu ăn phaqa ahadakum mithla uhudin zahaba ma adraka mudda ahadihim wa la nasifa. Chớ đừng mắng chửi các sahaba của ta. Xin thề với đấng nắm giữ linh hồn ta trong tay Ngài, dẫu cho ai đó trong các ngươi có bố thí núi vàng như núi Uhud, vẫn không bằng việc họ chỉ bố thí một bụng tay, kể cả nửa bụng tay của họ cũng không bằng. Al-Bukhari và Muslim. Thứ năm, tránh thảo luận về những cuộc cãi vã giữa họ và tin rằng mọi cố gắng và phấn đấu của họ được ban phước. Nếu đúng, họ được hai ân phước, và nếu sai, họ được ban một ân phước và sai sót của họ được tha thứ bởi sự cố gắng của họ. Hãy cảnh giác cao để không lan truyền bất cứ gì có thể bị xem là ảnh hưởng xấu đến họ, bởi tất cả điều xấu nói về họ nhìn chung toàn là giả dối bịa đặt. Dẫu cho có xác định được điều xấu nào đó của họ, thì điều đó cũng chỉ là điều nhỏ nhặt bị nhấn chìm trong biển công đức của họ. Tin rằng tất cả Sahaba có phúc đức khác nhau, mặc dù tất cả họ đều có phúc đức nổi trội. Tuy nhiên, nổi trội nhất trong Sahaba là nhóm bốn vị lãnh đạo Khulafa ar-Rashidin, dẫn đầu là Abu Bakr, kế đến là nhóm 10 vị được báo trước cho thiên đàng, kế đến là những ai tham gia trận chiến Badr, kế đến là những ai thề ước Ridwan dưới tàn cây tại Hudaybiyah. Allah subhanahu wa ta'ala phán về họ: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Chắc chắn sẽ không ngang bằng nhau giữa các ngươi,
những người đã chi dùng tài sản và chiến đấu trước cuộc chinh phục Mecca và những người đã chi dùng tài sản và chiến đấu sau đó. Những người đã chi dùng tài sản và chiến đấu trước cuộc chinh phục Mecca sẽ có cấp bậc cao hơn những người chi dùng và chiến đấu sau đó. Tuy nhiên, Allah đã hứa ban phần thưởng tốt đẹp cho tất cả và Ngài thông toàn những gì các ngươi làm. Chương 57 Al-Hadith câu 10. Thứ 8, cầu xin Allah cho họ điều tốt đẹp, sự tha thứ, lòng thương xót, tuân thủ theo lời truyền dạy của Allah. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Và có một phần dành cho những người đến sau họ cầu nguyện: Lại Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bầy tôi và cho những anh em đã tin tưởng trước bầy tôi. Xin Ngài cho để lòng bầy tôi có nỗi oán giận nào đối với những người đã có đức tin. Lại Thượng Đế của bầy tôi, quả thật Ngài là đấng tử tế, đấng nhân từ. Chương 59 Al-Hashr câu số 10. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta những người Muslim là thế hệ nối tiếp biết yêu thương và đi theo đường lối tốt đẹp của những Sahaba, những người tốt nhất bên cạnh Nabi của chúng ta sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa ahkam.